Dạ em chào quý cô chú anh chị, mình đã quay trở lại kênh Lê Thảo Bonsai Garden nha cả nhà. Dạ hiện tại thì em đang có mặt tại vườn mai của cô Ánh nha. Địa chỉ vườn của mình là ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Thanh, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Thì hôm nay vườn của Ánh có lên giao lưu với mình một cái lô mai tàn thông nha, giáo riêng thường chậu nha cô chú anh chị. Dạ em mong cả nhà mình xem clip á, mình thấy được cái mã số nào ưng ý thì mình có thể alo ủng hộ cho bên vườn của Ánh nha cả nhà. Dạ rồi em xin phép vào clip đi gặp cô Ánh luôn nha cô chú. Cô Ánh luôn cô chú. Dạ rồi con chào cô Ánh luôn nha. Dạ em chào kênh của Lê Thảo nha. Ngày nay em có giao lưu một số mai tàng thường chậu á. Ngon cô chú Mong cô chú anh chị rồi cô bác rồi ủng hộ cho em nha. Dạ rồi. Dạ cô Ánh là mình đọc mình có cái số điện thoại nha. 0336 180 564. Dạ. Cái này cô Ánh có xài Zalo không? Có xài Zalo luôn. Dạ rồi. À, bữa nay là mình giao lưu là cái hôm mai chảo riêng thường chậu, hiện tại là cây của mình là ở chậu mấy rồi cô Ánh? Cái này là chậu 6. Chậu 6 nha. Rồi rồi. Là mình có tổng số lượng mình có bao nhiêu cây? Có 120 cây. Dạ, là chậu 6 không hả cô? Chậu 6 còn với chậu chậu 5. Chậu 5 nhiều không? Chậu 5 khoảng có 50-60 cây vậy. Dạ rồi, nhưng nó cũng nằm phân nửa nha, phân nửa chậu 6, nửa chậu 5, tổng cộng là 120 cây nha. Rồi. Cái này lên nó dài tới đó không cô? Dài xuống nha. Rồi để con đi từ từ cho cô chú mình coi cái form tàn ha. Ví dụ như cái cây trước mặt quán luôn nha cả nhà. Form tàn nó như thế này nha. Còn cây chỗ này nè, form là nó cứ bự ha. Cái này là tất cả là chậu 6. Đây nút nụ nè cả nhà, nút nụ lên cũng khá ổn nha. Dạ, quán giờ là mình đo thử thông số cây rằng mình lấy cái ni cho cô chú mình tham khảo nha quán. Đây nè, ni nó cũng chuẩn. Cái này cũng tầm vừa vừa ha, không có hơn. Đúng rồi. Tôi nói là mấy cây kia mình tính chung luôn. Em hai á. Dạ. Cây em hai là trung bình nha. Dạ. Trung bình từ 22, còn cây này. Cây này. Hơn cái này 27 nè. 27 luôn nha. À. Bây giờ mình lấy cái ni từ 22 tới 27 nha. À. Cô chú em thấy nút nụ cây nó khá là ổn cả nhà. Mà bây giờ chiều cao thì nó cao gì hết luôn cô. Chiều cao. Cái lần này cao lắm đó cả nhà. Cô đứng đây ha. Không biết. Tại vì cô hết mét mét 55 rồi. Dạ rồi. Cô đi trước. Cái này cũng nói chung là đa số là những cái vườn làm hơi chậm cả nhà nên là em đi cả nhà mình coi nè, nó ra nụ số bông gió nha, nụ rất là nhiều nha, bông thì bông đẹp cả nhà ha, cánh chuẩn nha cô chú anh chị. Ôi cái nút nụ lên khá ổn nha, nói chung con này mai cái con mà tôi chạy con rất là cao ha, từ cái mà của cô chú thương lái là cô chú anh chị mình muốn mua cho tầm á. Bán tại vườn hả các bạn? Bán tại vườn. Dạ, không có ship lẻ hay không? Không có ship lẻ được, tại vì đang vô mùa bông á, rồi cái kẹt làm bông rồi có mình không có làm sẻ. Dạ, đây là bên vườn cô cũng có làm bông á, cô chú á, ô dạ, họ tốt á cô chú. Nếu mà mình có nhu cầu thì mình lưu số cô lại nha. Rồi, ủng hộ bông nhận thọ luôn cũng được, có bông nhận thọ luôn á, nụ dữ lắm. Nói chung là có 120 cây là hàng chậu 5 và chậu 6 cô chú. Em đang đi bên clip chậu 6 nha. Thì cái lô này của cô Ánh này em thấy nút nụ lên khá ổn cả nhà. Đó, em nãy giờ em giật mấy cây qua tham khảo nha. Cái chân hàng này thì bên vườn chỉ mới nụ rồi cô chú. Này chắc mình bao nụ luôn hết quán. Bao nụ luôn. Dạ. Nụ dữ lắm. Vườn bao thì cô chú mình yên tâm nha cô chú ơi. Tại vì vườn làm có kinh nghiệm á. Nói chung là năm nào cũng làm hết ít vậy cả nhà. Trăm mấy. Có mình thì làm không sẽ vậy nên. Này cô chú, cái cây này nó cao tầm khoảng chừng 2 mét mấy nha cả nhà. Có những cái cây nó cao rất là cao luôn. Đó, cô chú mình nhìn em nè. Hoàng trung bình của anh lấy cho mình là từ 22 đến 27 nha. Rồi quán ơi, mình 27 luôn cho cô chú mình hỏi hỏi đợi lâu nè. Thì báo giá ha, dùm con là cái solo của cái lô này là quán lấy. Cái solo này để cho anh chị và con cô bác là giá 1 triệu. 1 triệu một cây nha. 1 triệu một cây. Dạ, solo là 1 triệu cả nhà, thì bên vườn cô có 120 cây nha. Rồi cô chú mình giá cả như thế nào, mua ít nhiều thì mình thương lượng với bên vườn nha cô chú. Nếu như mình lấy ít một xíu thì giá khác nha. Còn mình lấy xô lô được quán để cho mình chịu cái đó nha. Không thường nha, có lùn có cao ha. Nhưng mà trung bình thì em thấy tầm khoảng chừng mét rưỡi đổ loan cả nhà. Đó đó hết luôn ha. Còn mét mét rưỡi. Dạ, mét rưỡi. Cái cây này thì là như mấy cái cây này nè, thì mét mét rưỡi. Gốc gốc bự bự không à, gốc nó ngay gốc từ 22. Cái 27 nãy mình tính nhiều chút chứ. Hơn nữa quá ha. Đây nè, cái này cũng ha. Cái này 26. 26 à. Thì cứ 26, 27 nha. Có gốc thì bự hơn. Không có tiền nữa. Không có dẫn gì.
thì mình quay cái gì mình dễ thấy hơn nha. Cái nhà này nói chung là cây bên con thì em thấy nhà nụ ổn lắm cả nhà. Nói chung là cái về nụ thì sẽ đảm bảo cho mình chơi tết. Cái bao nụ luôn, quá nó thấy nụ luôn. Thì cô chú xin lái mà nó lại vườn mình nữa nha. Mình nữa thì cây sẽ rất là đẹp luôn cả nhà, và giống như cô chú anh chị mình con số lượng như thế nào đó thì giá cả là mình thương lượng ngoài đường trước tiên ha. Thì ở bên kênh là cái cậu nói cho cô chú anh chị mình là rất là vườn ha. Rồi tới mọi người cho cô chú anh chị rất là vườn cho cô chú nha. Đây là cô chú anh chị ơi, giữ cây này nha, nó lên nụ nè, nó còn giao cái cây luôn cả nhà đó. Năm nay là nó có một cái là cây nó sung lắm cả nhà, nó đang ra nụ mà nó mới không dám bấm dạ. Để gần tết theo bấm dạ. Cái này để cái hơi này nữa là cho nó cứng con một cái lắm nè. Đây cả nhà cái cây nó đang ra bằng bông bông từ 8 đến 12 cánh dạ. Bông gì cho nó quá lô này bông bự không à dạ. Hồi đậu nó cũng nở bông bự không à, không có lô nào bông nhỏ hết trơn á. Dạ. Con thấy mấy nhà vườn ra số hôm nay bông đẹp không à, cái lô bông đẹp không à. Túng nghe cái lô này á, mà lô bông bự thôi, nay nó hết đổ hỏng gió chướng cái nó nở. Dạ, nè, nó nở mà còn nụ cỡ này nè. Nở rộn hết nha con ha. Dạ, hỏng mà nè. Đó. Ngon nghe, tại muốn là tầm mưa hỏng. Với tầm mưa với bông gió với gió chướng hỏng gió chướng mấy ngày á. Dạ. Nè này bao nụ. Không nhiều mấy cái cây. Dạ. Quá trời nụ. Bây giờ là chạy qua chỗ 5, chỗ 6 lộn xộn hết cả nhà ơi. Giá xô quá là tôi để giá nhẹ nha. Rồi, bây giờ mình qua cái chuyên về cây ấy, mình thích bằng kia nha cô chú. Cái này em thích cái này nó hơi sùng, nó hơi đẩy. Cái này là cô chú em qua đằng kia, nó lộn nhẹ, nó sống hơn nha. Rồi, cô chú mà em đi vào cái chuyên này là có những cái mặt hoa cho cô chú chị mình coi nha. Dạng hoa bên vườn của ảnh, vườn hoa nhiều cánh nha cả nhà. Nó phơm là phơm cao không? Bao nụ cho tết luôn, quá trời nó kẹo. Bây giờ là em đi ra đây nè, em cho cô chú anh chị mình coi đây, nó có nguyên một hàng đó không, mình thấy nó rộng nè, giờ đây nó rộng mình thấy rộng đó, bây giờ mình sao được đứng qua bên dưới này quay lại thấy đã luôn nha, đó còn gói qua bển đó đi đó, đi sao cả đi dài đi rồi nè, đó mắt làm bông cho nên không có xếp lẻ được, dạ rồi mắt làm bông là cô chú không, đặt ngay luôn cái bãi này là bãi làm bông cho con nè, em nội có ghé không quay cái chuyện này để cho cô chú mình không cả mình còn cái chuyện mình cũng không cả. Công việc nhiều ở nhà về tôi vô quá không có chiếc cả được nên tôi nói anh chị mình nè, chị khó là mua tại vườn hết có gì đó anh còn như vậy để khai nó nè tại tháng này hôm nay em có cái cây này có anh ta biết nó nằm trên này cái cây này nè đi vô công ty đây cũng kiếm không có cái gì đó đi cái cây cũng như thế này nha. Đây là em có cái loại đan nữa giờ ra xe tải gì vô được mai thần chậu 5 chậu 6. Dạ rồi, mình số lượng là mình có như có 120 cây à. Dạ rồi, giá xô của mình là giá xô là 1 triệu. 1 triệu cây nha. 1 triệu cây. Dạ rồi. Nếu mình lựa thì lựa 50 cây, 20 cây, 30 cây. Thì thương lượng gì với khách thì thương lượng có gì hết. Dạ rồi. Vậy đi cô chú ạ. Cho nó dễ nha. Dạ hôm nay thì em làm cái clip cũng ngắn thôi cả nhà, chủ yếu cho cả nhà mình coi rõ là cái phong cây nha. À nút nụ nè. Có cái giá thành cây á cho cô chú chị tham khảo nha. Bây giờ con với cô kết thúc clip luôn nha cô. Rồi em chào ông bà cô chú à, anh chị em nha. Có mà mua mai gì ủng hộ nhà vườn. Dạ. Rồi, cuối cùng là cô ánh ông dân rất là cảm ơn chị rất là dễ thương ha. Để em mong cô chú mình thấy được thì mình ủng hộ mình cô chú. Dạ em chào tạm biệt cả nhà. Mai chúc cô chú anh chị mình rất là hoàn toàn tốt.